Hí, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hogakia. Và chào mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Reaction TikTok cùng với Hùng. Sau khi flex qua về ngày sinh nhật của mình, thì mình đã có hỏi các bạn là không biết các bạn có muốn mình làm một cái vlog mini nhân dịp sinh nhật của mình ở trong năm nay không. Và rất là nhiều bạn comment là muốn mình làm vlog về sinh nhật. Chính như vậy nên là sau tầm ngày 24 tháng 2, chắc là ngày 26-27 đấy, nếu như tôi không lười ngay, thì chúng ta sẽ có một cái vlog sinh nhật của Hùng trong ngày 24 tháng 2 các bạn nhé. Mình sẽ quay lại quá trình một ngày của mình từ 0 giờ ngày hôm đấy đến 0 giờ ngày hôm sau, xem là trong một ngày sinh nhật của Hùng, Hùng sẽ làm những cái gì các bạn nhá. Còn bây giờ thì trước khi vào video reaction này, các bạn đừng quên để lại cho Hùng xin một like và đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của Hùng mỗi khi mình ra video mới nhất các bạn nhá. À, nhân tiện vlog mình sẽ đăng trên kênh này luôn các bạn nhá, tại vì kênh này là cái kênh gắn bó mình rất là lâu rồi, là kênh duy nhất mà đi cùng mình từ ngày xưa tận bây giờ, không bị mất kênh. Và cũng rất là nhiều bạn đã đi đến với mình từ cái kênh này, từ những cái video mini war. Rất là nhiều bạn, mặc dù bây giờ lớn lên rồi và lâu lâu mình có gặp các bạn ấy chơi những tựa game khác, nhưng các bạn ấy vẫn kêu là em xem anh từ thời anh còn bắt cua mini cua đấy. Cảm giác nó thật sự là tuyệt các bạn ạ. Nhưng mà thay vì là mấy anh được dựa, tôi ước gì đấy sẽ là một em gái xinh tươi ngọt nước bảo là anh Hùng ơi em fan anh, để rồi mình sẽ trả lời lại em ấy là cảm ơn em, anh cũng yêu anh. Má mày xàm lìn nhiều quá, thôi đi xem TikTok đi. Rượu bia nên hạn chế thôi anh em ạ. Nếu bỏ được á thì bỏ đi. Gần nhà tôi có ông đi rồi đó. Cuộc đời ông ấy không thích gì ngoài rượu cả. Ngày nào cũng uống. Ít thì uống một cốc, nhiều thì uống 2-3 cốc. Người nhà cũng gàn rồi đấy, nhưng không được. Vãi cả đái à, uống rượu mà ông nói cốc là mình tưởng cốc bia. 108 tuổi rồi. Tiếc thật. Tôi tưởng ông chết sớm. Đầu má ông 108 tuổi, ông sống còn dài hơn mấy thằng uống nước lọc nữa. Trời ơi. Bài học rút ra là gì các bạn? Hay uống rượu để được sống đến 108 tuổi. Không, nhưng nói thế thôi, đùa đấy các bạn ạ. Uống rượu chết sớm thật đấy. Cái tiêu đề của video này là video hài hước. Quả nhạc cũng rất là hài hước nha. Ủa cái này là cái xe à? Ôi, đeo mấy quả khúc cua vào đây sợ vậy. Ôi mấy cái chỗ này kiểu cái thanh nó thấp thấp này không bắn ra ngoài à. Ôi. Ôi trời. Ôi mình tưởng ông phải bắn lên ngoài, lên trên trời luôn chứ. Ôi phi nhanh vậy. Video này có tua nhanh không vậy? Tao đang chờ đợi cái đéo gì vậy? Tao tưởng ông ấy sẽ có một cái cảnh ông phi bắn ra ngoài, nhưng mà hóa ra là không thể các bạn ạ. Trời ơi, hóa ra cái này là xe ở khu giải trí. Trời ơi, nó làm an toàn rồi. Để tôi đang mong đợi cái gì vậy? Ở lại cái nhạc này. Tí nó vỡ mồm. À, nhưng mà mấy cái này đều mềm hết, không sao, không sao. Tầm này vỡ mồm không nổi các bạn. Ôi, nhưng mình vừa thấy chân ông chặn nước hay sao ấy. Ôi, quả trò này nhìn thế này đó các bạn, khó lắm. Đi vào mới thấy à, né với cái cục này khó phết nha. Nhiều khi nó quật cái mất thăng bằng là ngã luôn á. Đấy, cả cái này nữa cũng thế các bạn. Cái này cũng thế. Nhìn này thôi, lỡ ngớ và không cẩn thận cái là trượt chân cái là ngã luôn. Đứng im là ngã, phải đi luôn. Uầy. Mặc dù là hơi chật vật và hơi cồng kềnh một tí, có nhiều pha nó xít nữa là mồm hôn đất, nhưng mà anh vẫn vượt qua được. Sai công thức nhưng đúng kết quả. Vãi cả đái á, mẹ mày cái này là sản phẩm của Edit chắc luôn, như đéo thể nào có một cái máy bay mà nó bay xuống xong rồi nó nảy tưng tưng như này được cả ạ. Đéo có cái quả máy bay nào mà nó nảy nảy tưng tưng xong rồi cái bánh của nó lại còn dí vào cái ô tô, thay cái ô tô từ cái bánh luôn. Vãi cả nồi, Edit sắc nét thật, 10 điểm.
Ủa, con mèo này có thể đi ra một cách bình thường mà. Sao nó nhảy kiểu này nhở? Chắc là cay các bạn ạ. Trước giờ cứ bị thằng chủ nhà lừa bảo là cái cửa này đéo đi ra được đâu. Xong hôm nay thấy con chó đi qua mới biết là đi qua được. Cay. Thực ra các bạn ạ, thực ra là nhìn cái ảnh đầu nó không bánh cuốn đâu. Nhưng mà mình nói thật các bạn luôn là cứ mỗi lần tôi nghe thấy cái nhạc bé hơi từ từ này là tôi phải xem hết video. Tại vì đơn giản là tôi biết là kiểu gì đấy cái đoạn này này. Đấy, cái đoạn này đúng cái đoạn nhạc thả một câu này tôi là kiểu gì đó phải có một cái ảnh gì đấy mà tôi phải nhìn lại. Ui dồi ôi, ok thực sự. Sao, các bạn thấy Hùng công hiến không? Có xứng đáng một like không ạ? Có chứ. Uầy, tự dưng tôi lại thấy cái chen bé ơi từ từ hóa ra nó chỉ là một cái tên thôi các bạn ạ. Có vẻ là quả chen cũ này có vẻ là hấp dẫn hơn này. Tự dưng muốn nuôi mèo thế nhỉ? Dạo này nhà không còn nuôi chó nữa hay chuyển sang nuôi mèo ta? Còn mẹ tôi đang nghĩ đến cái cảnh là cái ô tô để nó kéo giật một cái xong rồi là cái này nó sẽ rơi xuống hoặc là nó sẽ xảy ra chuyện gì đấy. Chứ đúng con mẹ nó luôn là có một con xe ca nó phi vào cái làn này. Cay vãi cả lại ạ. Tên của bạn này có hình hai con thỏ các bạn ạ. Tự dưng thật tình cờ mình lại rất là đang muốn đi bắt thẻ. À nhầm, chết lú rồi, bắt thỏ. Cũng là ăn mừng kiểu CL7 nhưng mà chỉ cần siêu một cái thôi là ngã vỡ mồm, còn trượt gối là không sao. Và thế là anh Bảy đã vấp cỏ. Ôi, quả cây này tuổi thơ thật sự. Nếu biết cho các bạn có cây này không? Cái này nó gọi là cây số hổ các bạn ạ. Hình như thế. Hoặc là nếu mà không phải là mình rất là quê. Nhưng mà kiểu cứ đụng vào hay là nó gọi là cây trinh nữ à? Hay quần què đấy, kiểu đụng vào cái là nó thu lá lại một lúc sau nó lại tự xòe ra. Lạ vãi đái, ngày xưa có quả cây này cứ tằn nghịch nghịch nó cho nó thu gỗ cái lá lại kỳ diệu thực sự. Ủa, trong số những tập của Doraemon có cả tập này cơ hả? Sao ngày xưa tôi đều biết vậy? Shizuka mọc cái gì đấy? Mọc ở đâu đấy à? Đúng là hồi bé mình đọc quả tiêu đề này mình sẽ đéo nghĩ đến cái gì đâu các bạn ạ. Nhưng mà lớn lên tôi lại tưởng tượng Shizuka mọc cái vòi không phải ở mũi mà nó nằm ở chỗ ở đấy cơ. Hình như tôi từng thấy cái trò chôn này rồi nhưng mà là ở con ngựa khác thì phải. Mất dạy đéo chịu được thề luôn. Thề con ngựa này mà được thả ra kiểu đéo có ngày nó sút cho quả vào mặt để nó trả thù. Tôi thật sự là muốn xin một cái cuộc chat 1v1 không phải với bạn nữ này mà là với nhà thiết kế ra cái áo này. Tôi đề nghị là sẽ ra thêm những cái thiết kế nó tuyệt vời như này nữa. Em chốt đơn. Chốt cái áo các bạn, chốt cái áo không phải chốt người. Cái này đúng kiểu là sát thương 1% nhưng mà nhục 99% này các bạn.
vừa vào cái ăn quả ao trình như này nhục đéo đã nhét mặt đâu cho hết luôn chứ. Mà bạn này mà làm YouTuber là bạn này phải làm kiểu video hướng dẫn chỉnh độ nhạy OB bốn mấy này các bạn. Độ nhạy này kéo gắt đấy. Này, hình như là quả trứng đấy bị ung đúng không? Đầu tiên tôi tưởng nó là một quả trứng bình thường nhưng mà hình như nó là quả trứng ung đúng không? Không sao các bạn ạ. Ở quê mình mọi người ăn cả trứng ung được luôn. Thật, ngày xưa tôi thấy mẹ tôi ăn trứng ung, mình ngửi cái mùi nó kinh vách cả. À, thực ra là cái mùi của trứng ung nó thối như kiểu là mùi cứt luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mà đéo hiểu sao, người ở quê mình vẫn ăn được trứng ung, thế mới vip. Chịu. Cái đèn, con chim này quỷ thật chứ, nó đội ẩn cái đấy lên mà, thầy đéo hiểu ạ. Hình như là điểm nhấn của video đó phải là bạn nữ kia chạy. Hình như điểm nhấn của video nằm ở đây này. Ôi dồi, ôi dồi. Úi dồi ôi, cái đéo gì đây? Nam nữ quan trọng đéo thì sướng là được à? Hãy thật cẩn thận khi nhìn thấy một vùng đất bằng phẳng như thế này ở bãi biển. Tốt nhất là nên tránh xa nó và thông báo cho tất cả mọi người. Bởi vì đó không phải là đất liền mà chỉ là một ảo ảnh. Hãy xem hết video này để hiểu rõ nguyên nhân nhé. Như các bạn có thể thấy, ngay sau khi người đàn ông này ném cục đá vào nơi đó, nó ngay lập tức bị chìm xuống. Nhiều người lầm tưởng rằng đây là một vùng đầm lầy, nhưng sự thật thì không phải là như vậy. Trên thực tế, đó là các tảng đá bọt đang trôi nổi trên mặt nước. Điều này xảy ra là do các núi lửa ở dưới đáy biển phun trào, từ đó đá bụi sẽ bị đẩy lên mặt nước, tạo thành các vùng đất ảo. Nếu bị rơi xuống đây, rất có thể đó là ngày tàn của bạn. Cảm ơn chị, thông tin rất hữu ích, nhưng mà thật sự là biển Việt Nam đéo có chỗ nào như này đâu ạ. Ý là tóc mái đéo dài thế nào mái kẹp cái nơ này mà là để cho đẹp thôi. Chứ quả tóc về mình ngắn vãi cả đái ra đéo hiểu kẹp làm gì ạ. Bế điên. Tôi đánh giá là video này cuốn. Tôi phải tua lại một tí rồi. Ui. Tôi hiểu tại sao tên của bạn này lại là Mai Thúy Đá các bạn ạ. Đấy chính là tên kênh của bạn này. Công nhận phê thật. A đánh trước, vào đây là B. Cầm mỗi cái này. Ồ, bạn này, bạn đã có để cái hashtag là TLMN, tức là tiến lên miền Nam. Tiến lên miền Nam thì tức là chúng ta sẽ không cần phải tính chất đúng không? Chỉ cần tính theo gọi là độ to của bài là át là to nhất thôi. Thế thì cái này á, cái này mình sẽ đánh là đôi 8 này, đôi 9 này, 10 GQ, xong rồi đôi K. Đấy, xong rồi đánh G là về. Đấy, nếu mà tiến lên miền Nam thì tức là A đánh trước là A thắng. Đánh cái đấy là thắng nha, còn nếu như đánh kiểu khác là thua ngay. Còn nếu như mà là tiến lên miền Bắc ấy thì quá dễ rồi, tiến lên miền Bắc thì cái này nó chỉ chặn được mỗi cùng chất thôi đúng không? Thì phải đánh đôi 8 này, đôi 9 là cùng chất này. 10 tép đánh luôn, đôi di luôn, xong đôi ca luôn, xong rồi quy cũng về. Thế là miền Bắc hay miền Nam cũng đều thắng. Các bạn biết tại sao tôi lại gọi là tính toán được đi nó chuẩn như vậy không? Tôi được trở gọi miền danh là vua cờ bạc. Thực ra ngày xưa đánh bài với mấy thằng bạn toàn thua tiền tụi nó thôi các bạn ạ, bịp lắm. Vãi nồi mẹ mày, con mèo đang nằm yên cái tự dưng nó cảm giác được đi cảnh online luôn các bạn ạ. Vãi cả nồi ông này mà đi đánh bia mấy thằng bạn mình, mấy thằng bạn mình gọi là bố luôn các bạn. The circles don't move, but your mind moves them. Vòng tròn này đéo di chuyển, nhưng mà trí não của bạn di chuyển nó. Ơ, tính ra mỗi lần tôi dừng nó lại nằm im ở một chỗ thật.
ý mình là nó đều nằm im ở giữa cái bức tranh ấy, các bạn có để ý không? Ô, thật sự là cái vòng tròn nó đéo di chuyển, nó chỉ thay mỗi cái mũi tên ở giữa thôi, nhưng mà tại sao tôi lại cảm giác nó di chuyển nhỉ? The circles don't move, but your mind moves them. Ô, thật sự là nó chỉ xoay vòng tròn thôi, nó đéo di chuyển, gọi là ảo thật đấy. Cái đấy à, mẹ cái ông chạy lượt về, ông gánh còng cả lưng. Mà mày, một mình tao. Cuộc thi một mình tao. Ok, và thôi chắc cái này video reaction TikTok ngày hôm nay mình sẽ xin phép dừng lại đây thôi. Hôm nay tôi xem toàn là video gì đâu không các bạn ạ. Chứ là tôi đã phải lướt qua khá là nhiều video để chọn lọc ra những cái video reaction cho các bạn. Nên là tôi lướt phải tầm 1 tỷ cái video các bạn ạ. Chóng với cả mặt và tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại đây thôi. Yeah, thì nếu các bạn yêu quý đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc ngày tốt lành. Bye.